Lúc đi em mình lúc về hết buồn. Lúc đi em mình lúc về hết buồn. Lúc đi em mình lúc về hết buồn. Tức như chiếc cưa tay mà sắc anh lướt qua trong khoảnh khắc, nhưng đủ lâu để em khiến anh nhớ mặt. Thật còn cả yêu đôi bằng mắt, sao bỗng dưng tim lại lắc, vô tình rơi dậy không biết anh có nhặt. Hình như em thấy anh thấy thật rồi, mà yêu thì chắc em thấy chưa đâu. Một người con gái mà kiêu ngạo thì rất là khó để yêu. Phải dù đi chơi tối nay rồi, gặp lại để xem có con thích hay tôi rồi. Dọn sàng thở sáng nhấp con mồi, bọn mình đi đâu đi anh ơi, đi đua đưa đi. Lúc đi hết mình lúc về hết buồn. Lúc đi hết mình lúc về hết buồn. Lúc đi hết mình lúc về hết buồn. Như chiếc cơ tay mà sắc anh lướt qua trong khoảnh khắc, nhưng độ lâu để em khiến anh nhớ mặt. Thật còn cái yêu đâu bằng mắt, sao bỗng dưng tim lại lắc, vô tình rơi dài không biết anh có nhặt. Hình như em thích anh thích thật rồi, mà yêu thì chắc em thấy chưa đâu. Một người con gái mà kiêu ngạo rất là khó để yêu. Phải dù đi chơi tối nay rồi, gặp lại để xem có con thích hay thôi rồi. Dọn dàng thở sáng nhấp con môi, bọn mình đi đâu đi anh ơi, đi đua đưa đi. Lúc đi hết mình lúc về hết buồn. Đu đưa không phải là hư, đua đưa để lắc lư cho hết buồn. Bây giờ không phải ngày xưa em sao vậy ngại đu đưa với chàng. Rộn ràng như tuổi cập kê chàng rơi một nhịp để em bắt nào. Cây si cần tia nắng vào. Vậy dù đi chơi tối nay rồi, gặp lại để xem có con thích hay thôi rồi. Rộn ràng thở gian nhau con mồi, bọn mình đi. Cảm ơn vũ đoàn Đi Flow. Đó là ca sĩ bí ẩn số 4. Chúc mừng em đã đến với vòng cuối cùng này rồi. Sau khi mà đã thấy được ca sĩ bí ẩn số 4 nhảy nè, hát nè, thì bây giờ hai đội dự đoán xem đây là ca sĩ hay là không ạ? Nãy em dự đoán là hát nhạc trữ tình đấy. Cái nhạc trữ tình này đấy. Xong cái người ta ra nãy giờ không có dừng một nhịp nào luôn á. Em nghĩ bạn ấy là ca sĩ. Thì nghĩ là bạn ấy không phải là ca sĩ, tại vì bạn ấy còn những cái ngại và cái biểu cảm trên gương mặt của bạn ấy có một chút gọi gì đó là hoang mang. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca sĩ bí ẩn số 4 chia sẻ và giới thiệu vai trò của mình đến với ca sĩ bí ẩn ngày hôm nay, đó là gì ạ? Dạ vâng, thì lần đầu tiên thì cho phép Thảo Phạm xin gửi lời chúc sức khỏe này chặt thân thương nhất tới hai đội chơi và tất cả quý vị khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Em tới với chương trình ngày hôm nay với vai trò là một sinh viên ạ. Là sinh viên ạ. Anh ơi, sinh viên trường nào ạ? Dạ. Em hiện tại đang học tại trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Năm trước thì em tốt nghiệp khoa thanh nhạc cổ điển, còn hiện tại thì em đang học thêm chuyên ngành sư phạm ạ. Cô giáo dạy nhạc.
Cảm ơn Thảo Phạm đã đến với chương trình ngày hôm nay và chúc cho con đường sắp tới của bạn sẽ ngày càng thành công hơn nữa. Dạ vâng, em xin cảm ơn ạ. Xin chào bạn. Cảm ơn bạn.